thưa quý vị, với lợi thế được thiên nhiên ban tặng, nhiều người dân đã tận dụng nguồn lộc trời cho để kiếm thêm thu nhập. Trong nhịp sống muôn màu hôm nay, mời quý vị đến với vùng đất biên giới Đức Huệ để cùng người dân trải nghiệm bắt cá lia thia. Đây là công việc đã gắn bó với ông Trần Văn Trung hơn 4 năm qua. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm khoảng 6 giờ sáng là ông lại đồng hành cùng với dụng cụ hành nghề của mình đi dọc theo các tuyến đường giáp biên giới, nơi có các ao nước phèn và mọc nhiều năng để tìm bắt cá lia thia. Tùy theo lộc trời cho mà mỗi ngày ông Trung bắt được từ 2 đến 4 ký cá. Số cá bắt được trong ngày thường sẽ bán cho các cơ sở làm mắm. Hôm nay được 57 tuổi à. 57 tuổi, tại vì làm cái nghề này nè, thì nó cũng thoải mái, tự do, không có ràng buộc, mà cái đồng tiền thì nó cũng hơi khá hơn công nhân hay là đi làm bảo vệ rồi như vậy. Ta cũng vất vả, cũng cực khổ, mệt lắm. Nhưng mà bù lại cái ra đó là nó rất là đông vui, thì cũng anh em ở địa phương á, là cùng đi làm chung với mình, rồi cũng tâm sự, rồi về chung, rồi cân cá, rồi cũng uống trà rồi vậy á. Thì thấy nó cũng vui vui, nó bù lại cái cực khổ. Dù công việc có phần cực nhọc và phải di chuyển khá xa, nhưng đối với nhiều người, đó là niềm vui, sự hạnh phúc. Vì trên mỗi chuyến đi đều có những trải nghiệm riêng. Hy vọng miệt bưng biển này vẫn sẽ luôn dồi dào nguồn cá lia thia để những người mưu sinh với công việc này có thể bám trụ với nghề.